Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Do phân lời giảm bớt cho nên số đơn xin vay tiền để mua nhà tăng vọt. Số đơn xin vay tiền mua nhà tăng vọt gần tới 10% trong tuần lễ đầu năm nay, giữa lúc phân lời giảm dần. Theo bản phúc trình được Hiệp hội Mortgage Banker Association vừa mới công bố, con số 10% này là dấu hiệu đầy hứa hẹn cho thị trường địa ốc năm nay đồng thời là dấu hiệu cho thấy phân lời giảm đi đang thu hút thêm khách hàng trở lại với thị trường địa ốc vì số tiền trả góp sẽ giảm đi. Khả năng mua nhà của người Mỹ hồi mùa thu năm ngoái thuộc loại thấp nhất trong một thế hệ. Tính cho tới này, do phân lời giảm đi, khả năng mua nhà đã được cải thiện hơn mặc dù giá nhà vẫn còn cao. Phân lời vay để mua nhà giảm đều đặn từ khi tăng lên tới mức là 7.79% hồi cuối tháng 10 năm ngoái là mức cao nhất theo công ty tài chính Freddie Mac cho hay. Còn dựa theo Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, tức là FED, họ cho biết rằng họ sẽ hạ phân lời căn bản trong năm tới. Giới phân tích cũng như các kinh tế gia dự đoán rằng phân lời vay để mua nhà sẽ tiếp tục giảm đi trong năm 2024, thế nhưng không xuống dưới mức 6%. Hiện nay, phân lời trung bình cố định 30 năm đó là 6.62%, tức là giảm hơn 1% so với cuối tháng 10 năm ngoái thẩm phán bác bỏ 775.000 Mỹ Kim tiền bác sĩ gốc Việt dàn xếp vì sơ suất tại nhà tù San Diego. Một thẩm phán liên bang nhận thấy nỗ lực của một bác sĩ nhà tù nhằm giải quyết vụ án sơ suất với số tiền 775.000 Mỹ Kim là không thuộc phạm vi trách nhiệm pháp lý của ông. Courthouse News Service loan tin, tháng 4 năm 2018, Colin Garrett bị bắt và đưa vào nhà tù quận hạt San Diego với vết bầm tím ở mắt và trán mà bà cho là rối loạn thần kinh rồi bị té vài ngày trước đó, Hôm sau, sau khi trình báo rằng bà bị ngã trong đêm rồi bất tỉnh, Garrett được nhân viên y tế đưa cho một bịch nước đá để chìm hết sưng ở sau đầu. Chiều tối cùng ngày, bác sĩ Trần Quốc Trần khám cho Garrett. Ngày hôm sau, Garrett được chuyển tới phòng giam an toàn, nơi tình trạng của bà ngày càng sa sút. Trong một ngày rưỡi tiếp theo, Garrett bị ảo giác rồi bắt đầu trần truồng đi lại quanh phòng giam. Ngay sau khi một bác sĩ khác, bác sĩ Frank Lai Von Lining khám cho Garrett và xác định rằng bà không có trở ngại gì về sức khỏe. Garrett lên cơn co giật. Sau đó bà được đưa tới phòng cấp cứu và được chẩn đoán mắc bệnh tụ máu dưới màng cứng và bệnh não. Quận hạt San Diego đồng thuận giải quyết 9,5 triệu Mỹ Kim cho các yêu cầu bồi thường của Garrett. Bác sĩ Quốc Trần cố gắng dàn xếp với số tiền chỉ hơn 775.000 Mỹ Kim, nhưng quận hạt đệ đơn phản đối. Quận hạt San Diego lập luận rằng bác sĩ Quốc Trần không cho biết đầy đủ tình trạng tài chánh hoặc giới hạn hợp đồng bảo hiểm của ông và thỏa thuận của ông không tỷ lệ thuận với trách nhiệm pháp lý của ông. Luật sư của bác sĩ Quốc Trần từ chối bình luận. Luật sư của Garrett và quận hạt San Diego cũng không trả lời yêu cầu bình luận vào thời điểm báo chí loan tình. Sau đây là bản tin cuối. Một người đàn ông vô gia cư 62 tuổi qua đời bên cạnh một nhà thờ tại khu vực Đô Sài Gòn hồi tuần trước. Cảnh sát nghi ngờ rằng ông bị giết chết. Sở cảnh sát Westminster vừa mới loan báo, cuối tuần qua cảnh sát đã tới khu một nhà thờ ở khu vực số 13500 đường Golden West gần ngã tư với đường Church, sau khi có người yêu cầu cảnh sát tới kiểm tra một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới đất. Khi tới nơi, cảnh sát nhìn thấy ông người đàn ông này đã chết và có nhiều dấu hiệu bị chấn thương. Trung sĩ Eddie Escada thuộc Sở Cảnh sát Westminster cho hay, cảnh sát nhận diện người đàn ông này có tên là Stephen Steve Smallwood. Tuy nhiên, cảnh sát chưa tìm ra được nghi can. Ông Smallwood thường lui tới khu vực bưu điện trong khu phố 13.700 đường Golden West. Phó Cảnh sát trưởng của Cảnh sát Westminster cho hay, một số nhân chứng cho biết rằng họ nhìn thấy ông còn sống vào hôm thứ Năm tuần qua. Ông Smallwood là cư dân của Westminster và ông bị trở thành vô gia cư kể từ năm 2020. Sở Cảnh sát Westminster kêu gọi bất cứ ai biết thông tin liên quan tới vụ này thì liên lạc với điều tra viên Jonathan Fuera ở số phone 714-548-3783 hoặc nếu muốn giấu tên thì gọi cho Cơ quan Chống Tội Ác Orange County ở số phone 855-TIP OCCS.